Chào các bạn, thường thường mình ra red bằng cái tool Winren á, các bạn làm nó hay bị lỗi ở chế độ trigger nè. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn là fix tối đa cái lỗi này nha. Ví dụ cái con này nó đang làm nửa chừng mà nó kẹt ở chế độ debug nè. Bây giờ mình thoát chế độ debug đi. Exit nó luôn. Thoát hết luôn nha các bạn, để cho nó quên cái driver cũ đi. Khi mình thoát chế độ debug á, thì các bạn nhớ là rút cáp ra luôn nha, rút cáp GUI ra rồi mình ghim lại. Cho nó quên cái driver cũ á các bạn. Còn không thì các bạn về mình hello á, rồi mình khởi động máy tính lại cũng được nha. Rồi mình thoát cái Windows cũ đi. Rồi mình đợi cho cái iPad á, là máy tính nó nhận iPad đầy đủ á, driver USB driver nhận đầy đủ á, thì mình tiến hành mình fix nó nha. Rồi các bạn đợi Power Tool á, nó nhận cái iPhone này là iPad của mình á. Để mình coi con này nó ra red chưa ha. Rồi hiện tại cái iPad này là nó chưa tình trạng chưa ra red nha các bạn. Rồi giờ mình fix cái lỗi. Thì các bạn cài cho mình cái driver USB DK mình có gửi trên link á, thì các bạn cài cho mình trước ha. 64 bit thì cài 64 bit. Rồi mình mở tool Windows lên. Thường thường nếu mà nó lỗi như vậy thì các bạn mở cái tool Windows lên á, mình fix cái driver trên tool nha. Trên tool nó có cái tab fix driver á. Thì các bạn fix driver coi nó nhận đầy đủ chưa, thì ra red iOS 15 thì mình chọn cái chết ra 0.13, rồi mình tích vô cái ô mà USB DK vậy nè, rồi mình chọn fix driver trên cái tool nó một một cái nha. Rồi các bạn đợi cho nó tự nó động, nó fix driver, nó dò driver, nói chung là nó tạo cho mình một cái driver Windows đó các bạn. Rồi khi mà fix xong á, rồi nó nhận lại driver đầy đủ nè, thì các bạn bấm net đưa cái máy vô chế độ recovery trước. Khi mà nó vô chế độ recovery á, mình nhìn trên device manager á, nó còn driver nhận đầy đủ á ha, đúng driver của nó nha. Rồi mình vô cái chế độ debug, rồi bắt đầu nó tự dò driver, rồi bắt đầu nó vượt qua cái lỗi khai thác gì vậy các bạn, là nó ra red cho mình cái máy nó thành công nha. Rồi vô vô chế độ debug nè, rồi mình đợi cho cái tool nó dò driver. Khi mà nó thấy đúng có driver Windows á, bên phần device manager á, cái này nó xuất hiện khá là nhanh nè, rồi tự động nó viết cái lỗi luôn nha. Rồi các bạn cứ đợi thôi, rồi nó viết xong là nó boot cái máy mình lên á, nó chạy những cái lệnh bongo gì đó thì nó sẽ khai thác cái lỗi á, nó ra red cái máy mình ok nha. Rồi các bạn nào có cái cách nào mà ra red nó nhanh mà hay hơn á thì để lại bình luận bên dưới á, để cho các bạn khác xem á có cách làm nó hay hơn nha. Tại vì nói chung cái tool Windows này á thì cũng có nhiều cái window nó cũng khá là kén các bạn. Rồi nó khởi động lại á, thì mình trở lại cái Power Tool á, mình kiểm tra coi thử nó ra red thành công chưa, mình tiến hành bypass hay là mình làm gì mình làm nha các bạn, cài switch hay là app nguồn gì đó. Rồi ra red thành công nè, ngon lành ha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.